Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và trong bản tin sức khỏe hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn một số tác dụng từ lá sung. Thì nhiều người biết lá sung như một vị rau sống ăn kèm trong các món ăn, nhưng ít ai biết nó với một cái vai trò là bài thuốc chữa bệnh cực kỳ tuyệt vời. Thì sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 11 bài thuốc từ cái loại lá sung quen thuộc này. Thứ nhất, đây là chữa bệnh tiểu đường. Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi có viết, lá sung có tính bình, vị ngọt, hơi đắng, có tác dụng tốt trong điều trị nhiều bệnh lý như là bệnh thủy đậu, bệnh mỡ máu, cao huyết áp, vân vân. Trong đó, việc giúp hỗ trợ ổn định đường huyết cho các người bệnh bị tiểu đường là tác dụng ít ai biết của lá sung. Thì nhiều nghiên cứu cho thấy thì trong lá sung có cái hàm lượng lớn chất xơ rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Chất chống oxy hóa trong loại lá này cũng góp phần không nhỏ vào việc phòng tránh những biến chứng nguy hiểm mà bệnh tiểu đường có thể gây ra. Ngoài ra thì một số loại chất được tìm thấy trong lá sung còn có tác dụng kích thích tuyến tụy sản sinh insulin, cũng như giúp các tế bào nhạy cảm hơn với insulin, từ đó sẽ giúp cho cái quá trình trao đổi gluco trong cơ thể diễn ra được tốt hơn. Chuẩn bị, chúng ta dùng 300g lá sung, chọn lá bánh tẻ không quá già, không quá non, một ít nước sạch. Cách làm là lá sung rửa sạch để ráo, vỏ sơ cho hơi nát, đun nước sôi, sau đó cho lá sung vào đun thêm 15 phút. Người bệnh dùng nước lá sung thay cho nước uống hàng ngày nên chia đều trong ngày, uống vừa đủ để cơ thể hấp thụ được tốt nhất. Và cái thứ hai đấy là chữa gan nóng vàng da. Thì chúng ta lấy lá sung vú 30g. Thì cái lá sung vú ở đây thì chúng ta hiểu là cái loại lá sung, loại lá bánh tẻ đang xanh tốt thường bị một cái loài sâu thuộc nhóm P sống ký sinh, làm cho cái mặt lá đang phẳng và nhẵn trở nên sần sùi, nổi lên những cái cục hoặc là cái mụn nhỏ, thường gọi là vú sung. Người ta gọi những cái lá đó là lá sung vú hoặc là lá sung có tật, sung cóc, vân vân. Thì đấy, người ta gọi là lá sung vú. Chúng ta chọn cái lá như vậy. Loại lá sung vú này chúng ta chọn 30g, nhân trần 30g, kê huyết đằng 20g, rau má 50g, sâm đại hành 20g, sắc uống trong ngày thay nước chè. Lá sung tính mát, vị ngọt, hơi chát, có tác dụng thông huyết, giảm đau, lợi tiểu, tiêu viêm, tiêu đờm, tiêu thủng, sát trùng, bổ huyết. Trong dân gian, lá sung còn thường được dùng để chữa sốt rét, tê thấp, lợi sửa. Liều dùng là từ 10 cho đến 20g trên ngày. Và cái tác dụng thứ ba đấy là lá sung chữa bệnh rời leo. Thì lá sung rửa sạch, hong khô, cắt nhỏ, thêm chút giấm ăn, già nhuyễn, đắp vào chỗ bị bệnh, thuốc khô lại thay. Và một cái kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy thì điều trị 21 ca thì trong 1 đến 2 ngày đều khỏi cả. Và cái thứ tư là chữa phong thấp, sốt rét. Hàng ngày nấu nước lá sung hoặc là vỏ cây sung uống thay nước chè. Đấy là tác dụng thứ tư. Và thứ năm đấy là chữa mụn lở hoặc là vú sưng đau. Thì chúng ta có thể lấy lá sung giã nát trộn với nhựa sung đắp lên, đau đến đâu đắp đến đó. Và tác dụng thứ sáu đấy là thuốc bổ dùng cho người mới ốm dậy, kém ăn, mất ngủ. Chúng ta lấy lá sung vú 200g, củ mài, hạt sen, đẳng sâm, thục địa, hà thủ ô, táo nhân, ngải cứu, mối vị 100g. Lá sung phơi trong dâm cho khô, tán bột, củ mài đổ chín, sao vàng, tán bột, thục địa, tẩm nước gừng, sao thơm, già nhuyễn, ngải cứu tươi, nấu kỹ, lấy nước đặc, gần hà thủ ô, tẩm nước đậu đen, sao kỹ, tán bột, táo nhân, sao đen, tán bột, hạt sen, đẳng sâm đều sấy khô, tán bột, tất cả đều trộn đều, thêm mật, làm viên bằng hạt ngô sấy khô. Người lớn mỗi lần uống 18 viên, trẻ em tùy tuổi mỗi lần 2 viên. Tác dụng thứ 7 là chữa gan nóng vàng da. Chúng ta lấy lá sung vú 30g, nhân trần 30g, kê huyết đằng 20g, rau má 50g, sâm đại hành 20g, sắc uống trong ngày thay nước chè. Và cái tác dụng thứ 8 đấy là chữa sốt, cúm, đau nhức. Thì chúng ta lấy lá sung vú 16g, lá chanh 16g, nghệ 16g, tỏi 6g, sắc lấy nước đặc mà uống.
Nếu mồ hôi ra nhiều thì uống nguội, ngược lại thì uống nóng rồi đắp chăn cho ra mồ hôi lau sạch. Và tác dụng thứ 9 đấy là chữa bị thương bong gân sai khớp. Chúng ta lấy lá sung vú, lá bàng, lá mua, lá cỏ xước, lá cứt lợn già nhỏ, thêm ít rượu và đắp vào chỗ đau. Và tác dụng thứ 10 đây là chữa tua lưỡi. Thì chúng ta lấy lá sung vú phối hợp với lá mít lượng bằng nhau, phơi khô, đốt cháy, tán mịn, hòa với mật, bôi ngày 3 lần. Và tác dụng thứ 11 là giúp lợi sửa. Thì chúng ta có thể lấy lá sung vú 100g, chân giò lợn 1 cái, quả mít non 50g, quả đu đủ non 50g, lõi thông thảo 10g, hạt mùi để sống 5g, gạo nếp 100g, tất cả thái nhỏ, nấu thành cháo cho thật nhừ, ăn làm 1 đến 2 lần trong ngày, dùng 2 đến 3 ngày. Đó, quý vị thân mến, như vậy đây chính là 11 tác dụng rất tuyệt vời mà nhiều người không biết từ lá sung. Mà từ trước đến nay ta chỉ sử dụng như là một vị rau ăn sống kèm trong các cái món ăn, nhưng ít ai biết đến được nó với một cái vai trò là những cái bài thuốc chữa bệnh rất là tuyệt vời cho mọi người. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Và bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin chúc quý anh chị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.